Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em, cô dì, chú bác đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Chúc tất cả anh chị em, cô dì, chú bác một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, hôm nay thì em lại tiếp tục chia sẻ cho anh chị em chiêm ngưỡng một trong những cái giò hoa lan rất là đẹp, đặc sắc của Vườn Lan Trường Sơn, mà cây chuỗi ngọc, mắt đen hoa tím đậm anh chị em nhé. Mắt đen hoa tím đậm. Và cái cây mắt đen hoa tím đậm này thì nó có một cái đặc điểm rất là nổi bật, cực kỳ là to, mắt rất là to, rất là đẹp luôn anh em nhé. Riêng về cây chuỗi ngọc thì anh chị em biết rằng nó là một trong những cái dòng có thể nói là rất rất đẹp, về từ độ thân, độ lá, kể cả bông hoa. Bông hoa chuỗi ngọc thì nó có rất là nhiều cái màu sắc cũng khác nhau. Đây, anh chị em này, màu vàng đây nhé. Đây, đây màu vàng, họng vàng này, hoa tím. Đấy. Và đây là mắt đen nổi trội, cực kỳ là đẹp và rất là xinh. Thì hôm nay Trường Sơn cũng chia sẻ cho anh chị em một chút nữa về cái cách trồng và chăm sóc cái cây hoàng thảo chuỗi ngọc này. Thì đầu tiên, khi mà Trường Sơn mua về, anh chị em mua về nhé, mọi người sẽ làm theo cái cách của Trường Sơn như thế này thì sẽ rất là ok này. Đầu tiên là chúng ta sẽ cắt thật trụi rễ, trụi gốc, gần như là trụi chù lụi hết nhé anh em nhé. Đấy, mọi người nên nhớ là cắt trụi chù lụi hết. Không bao giờ phải lo lắng về cái vấn đề là cây nó bị hỏng hay là xấu cây đâu ạ. Đặc biệt như thế này thì nó sẽ ra rất là nhiều mầm, mà mầm rất là khỏe. Đấy, các bác, anh chị em có thể nhìn thấy là như này. Sau khi đó thì Trường Sơn sẽ trồng lên, một là giá thể dớn, hai là cục gỗ như thế này. Và cục gỗ như thế này thì Trường Sơn trồng theo kiểu là, đây anh chị em này, đấy, bắn ghim. Ngày trước là Trường Sơn bắn ghim, sau đó là buộc lên. Bên này thì có cho cái rêu chi nê này, cái vỏ thông này, rêu chi nê phân hữu cơ, phân tan chậm này, để cho được cái giò hoa rất là đẹp như thế này. Anh chị em có thể nhìn thấy chiêm ngưỡng. Và bên này thì còn rất là nhiều nụ nhé. Thực ra cái giò này là chắc là Trường Sơn ghép lẫn vào, bị lẫn vào một vài cây cây khác nên là nó sẽ ra hoa muộn hơn. Anh chị em có thể cảm nhận được rằng là mỗi cái giò hoa lan nở tại vườn thì bao giờ nó cũng cái màu sắc rất là rực rỡ và hoàn toàn khác nhau. Với những cây chuỗi ngọc như thế này, thực sự rằng là sẽ rất là khó tìm kiếm anh em nhé. Rất là khó tìm kiếm, không phải là dễ dàng đâu ạ. Trường Sơn rất là may mắn vì còn giữ lại được mấy giò hoa tím đậm như thế này. Cũng trước đây thì cũng có khá là nhiều. Đấy, nhưng mà sau một thời gian Trường Sơn bán đi cũng cơ số, nên là may sao lại còn những cái sót lại những cái bông này thì là ra hoa rất là đặc sắc, đặc trưng luôn. Đấy. Về cái cách trồng và chăm sóc của cái cây này thì nó rất đơn giản thôi. Anh chị em cố gắng treo độ thoáng cao, thoáng nhiều. Đấy, nếu như chúng ta mà treo nó cớm quá thì cây nó sẽ phát triển rất là kém, và nó không được nắng thì cây nó rớt rớt. Và chia sẻ thêm cho anh chị em nữa một chút về cái cách chăm sóc. Có rất nhiều anh chị em hỏi tại sao của nhà mình lại ra nhiều ki thế. Trường Sơn có hỏi là các bác mua ở đâu thì mọi người cũng nói chia sẻ với Trường Sơn rằng là mua ở một số người bán buôn. Đấy, bán buôn. Đấy, trong chậu, trồng trong chậu anh em nhé. Đấy, trồng trong chậu thì cũng nói với anh chị em luôn rằng là khi chúng ta trồng ở trong chậu thì đương nhiên là về chế độ chăm sóc của cái cây này là họ sẽ trồng theo kiểu phân bón rất là đều, gần như ngày nào cũng có phân nhé. Thế cho nên là mọi người chỉ được nhìn lác đác một vài bông hoa thôi, một vài bông hoa trên ngọn thôi, một vài thân thôi. Đấy. Còn đây tất cả những cây mà Trường Sơn trồng đây có, đây là kể cả cây già năm ngoái nó cũng có, năm nay nó cũng có hoa đây này. Đấy. Là bởi vì sao? Bởi vì là Trường Sơn trồng theo kiểu hoàn toàn tự nhiên, chủ yếu là phân bón là phân bón ở đây ấy, để Trường Sơn cho lúc đầu là vào hai cái túi phân hai bên này. Đấy, sau đó là cứ kệ nó thôi, nó cứ thế nó phát triển đến giờ phút này, cây rất là khỏe và hoa rất là nhiều,
rực rỡ hoa luôn. Đây, hôm nay là nở thêm một cái bông tím đậm mắt đen nữa này. Đấy. Thì Trường Sơn cũng có chia sẻ cho anh em nhé, cũng có chia sẻ cho anh em những cái giỏ hoa lan như thế này, chia sẻ cho các bác, anh chị em, chị em chơi. Đấy. Còn về hướng dẫn trồng và chăm sóc thì các bác cứ nghe lời Trường Sơn chia sẻ rằng là thứ nhất là độ thoáng cao, gió tốt và ánh nắng nhiều, ánh sáng nhiều. Chứ chúng ta nếu chúng ta cớm dâm ấy, thì cây nó sẽ không thể phát triển được và nó sẽ rớt cây. Anh chị em mà phân bón nhiều quá thì khẳng định với mọi người rằng là phân bón nhiều quá thì cái cây này nó sẽ lại càng kém hơn. Vì lý do là cây nó kém hơn rồi, càng kém hơn là gì đó, phân bón nhiều quá thì cây nó cứ phát triển thôi, nó không thể ra hoa được nữa mà nó sẽ ra ki anh em nhé. Đấy, nó sẽ ra ki. Đấy. Đấy là cách chia sẻ của Trường Sơn cho mọi người qua những cái kinh nghiệm thực tế. Chứ Trường Sơn cũng không học hỏi qua ai cả. Đây là mình tự nghĩ, tự trồng và tự chăm sóc, tự cảm thấy. Và bài học thực tế nó là ra hoa theo kiểu đúng, kiểu chuẩn, kiểu tự nhiên. Đấy. Anh chị em nhìn thấy cảm tưởng cái mắt rất là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp luôn này. Những cái mắt đen như thế này thực sự rằng là rất rất khó tìm anh em nhé, không phải nhiều đâu ạ, rất khó tìm đấy. Đấy, những mắt đen đây thì Trường Sơn có chia sẻ cho anh chị em. Nếu như các bác nào có muốn sưu tầm thì Trường Sơn có thể chia sẻ, chứ Trường Sơn cũng không có nhiều nhé. Hiện tại là chỉ có hai giò này đang có hoa thôi. Giò này thì Trường Sơn sẽ giữ lại để làm giống và chia sẻ một giò này. Đấy, một giò này cây nó khỏe hơn, đanh hơn. Đấy, để cho mọi người về, anh chị em về dễ chăm sóc. Chậu như này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0987 829 002. Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Vâng, rất cảm ơn mọi người. Cảm ơn tất cả anh chị em, cô dì, chú bác đã thường xuyên theo dõi kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Mong rằng là những cái chia sẻ rất là nhỏ như thế này thì sẽ giúp ích cho anh chị em, cô dì, chú bác trên mọi miền Tổ quốc có cái niềm đam mê, tình yêu hoa lan, giúp cho con người chúng ta, anh em ta trên mọi miền Tổ quốc có sự gắn kết từ những cái bông hoa cho đến những cái thú vui tao nhã tinh thần. Đấy, đây là những món ăn tinh thần thực sự rất là quý giá, mong rằng sẽ được chia sẻ với tất cả anh chị em, cô dì, chú bác nhiều hơn nữa ở trong những cái video. Mặc dù Trường Sơn cũng không thể lên thường xuyên được, nhưng bất cứ lúc nào anh chị em alo cho Trường Sơn là Trường Sơn sẵn sàng chia sẻ. Vâng, cảm ơn mọi người nhé. Video thì cũng xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh chị em, cô dì, chú bác ở những video clip tiếp theo ạ.